xà lan đi vi vu luôn. Dạ. Xin chào quý cô chú và anh chị nha. Dạ em Bảo Thiện. Em Đình Khang. Dạ thì ngày hôm nay nhà đất Trần Ngôi chúng em đã có mặt tại vị trí là xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dạ rồi, thì chúng em đứng đây xin giới thiệu cho quý cô chú và anh chị một cái ngôi nhà. Một cái ngôi nhà có một cái diện tích rất là đẹp, ngang 9.5, chiều sâu vào là 26m, đã trừ lộ giới. Và khu con đường này em đang đứng là con đường nhựa nha. Con đường nhựa mà xe các loại là 3-5 tấn đi vi vu luôn. Và ở đây thì là điện nước, rồi wifi, rồi đèn đường nè, mé sông này là có đầy đủ cho mình rồi luôn. Đúng không anh Khang? Đúng rồi bé Thiện nha. Rồi, mé sông của mình là mình có một cái khoảng đất là mình có thể là cất nhà tiền chế, nhà chòi cho nó nha anh chị. Là bờ kè. Đúng rồi, nhưng mà mình phải xin phép bên chính quyền nha. Đó rồi. Em sẽ nói về vị trí thì cung đường chúng ta cách đường tỉnh 865 chỉ có 1.5 cây số thôi. Khuôn viên thì 1.000 mét thì nhà dân cư hiện hữu, tiện ích xã hội đầy đủ nha. Yeah. Rồi mình cách chợ gần nhất là chợ Xoài Tư chỉ có 3 cây số thôi. Đó rồi, trường học thì cách chỉ có 1.5 cây số thôi nha. Rồi, mình cách thành phố Mỹ Tho chỉ có 45 cây số thôi nha anh chị ơi. Rồi mình cách Sài Gòn chỉ có là 105 cây số thôi nha. Rồi hướng của chúng ta là hướng Đông Bắc nha anh chị. Dạ, hướng Đông Bắc là phù hợp cho quý anh chị và cô chú, phù hợp với hướng Tây Tứ Mệnh nha. Dạ rồi, thì cũng trên cái con đường này giống như anh Khang bảo là mình đi gần hơn là mình có một cái đường tỉnh rất là lớn luôn, của cây lại giống như là nối dài với lại là các huyện lân cận, đó là đường tỉnh 865 nha. À, một cái con đường rất là lớn và con đường này là nối liền giữa các vòng xoay Đồng Tháp nè, vòng xoay Mỹ Phước Tây nè, và còn vòng xoay của thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước nữa. Đó, một cái tuyến đường rất là đẹp luôn nha quý cô chú và anh chị. Và như quý cô chú và anh chị thấy đây là nhà dân cư đã hiện hữu rất đông đúc luôn rồi nha. Còn có luôn cho mình một cái mé sông cực kỳ đẹp nữa. Đó, và giá cái ngôi nhà của mình cực kỳ rẻ luôn trên con đường này, là mà chỉ có là 800 triệu cho hết toàn bộ ngôi nhà nha quý cô chú và anh chị. Dạ rồi, em xin giới thiệu vào cái ngôi nhà của mình nha. Đây, nhà của mình là một ngôi nhà hiện tại là chưa có hoàn công hoàn thiện, nhưng mà cũng đã xây dựng được tầm khoảng là hơn 60% rồi nha quý cô chú và anh chị ơi. Đây, ngôi nhà của mình theo kiến trúc là theo kiến trúc mái Thái nha quý cô chú và anh chị. Đó, xây cũng rất là kỹ luôn. Đóng cọc ở dưới cũng rất là lớn luôn anh Khang ha. Đúng rồi mọi người, bé Thiện nha. Rồi ở dưới thì mình có cọc bê tông là 6m nha anh chị, và mình đóng rất nhiều cọc ở dưới nha. Rồi mình đổ cát nữa, cho nên là sàn của mình nó rất là chắc chắn luôn nha anh chị ơi, không có bị sụp lún đâu. Dạ đúng rồi, tính tiền nền đồ là tất cả mọi thứ là đã có hết luôn rồi nha quý cô chú và anh chị. Đó, ở đây của mình đó là mình có một cái khuỉnh sân ở phía trước rất là rộng luôn. Đó thì đất của mình nó diện tích đó là tính luôn cái phần này ra thì độ tầm khoảng cho thêm tầm khoảng là 4m nữa thì mình có được tầm gần 30m chiều sâu luôn nha quý cô chú và anh chị. Đó, một cái mặt tiền rất là lớn luôn, 9,5m dài vào 30m, trừ cái phần này đi là còn 26m nha. Đó, ngôi nhà của mình đây đã ốp gạch hết rồi nha. Ở đây mình còn chừa ra một cái lõm vào để đựng tranh nữa, tranh ốp tường nữa. Đó, nhà của mình thì hiện tại là đang có là 3 cái gian phòng chính nha. Cửa sổ rồi tất cả mọi thứ để có hết rồi nè quý cô chú anh chị ơi. Đó, thì chủ cũng rất là kẹt luôn, rất là kẹt tiền nên là mình chuyển nhượng lại cái căn này, bán lại cho quý cô chú và anh chị hữu duyên nha. Ở đây thì mình có một cái gian phòng lớn. Như quý cô chú và anh chị thấy là đường dây điện đồ đã đi hết rồi nè. Đó, công tắc thì cũng đã ốp sẵn vô trong tường luôn rồi. Hiện tại nhà mình là hiện tại đã xây lên, cất lên là 3 phòng nha quý cô chú và anh chị. Một phòng khách nè, 3 phòng ngủ nè. Đó, một khu vực bếp nè. Rồi thì em sẽ... Dạ, còn có một cái hành lang mấy bên này nữa nha quý cô chú và anh chị. Đó, có hai hành lang luôn. Rồi em sẽ đi thử vào một cái gian phòng ngủ cho mình hình dung rõ nha quý cô chú và anh chị ơi. Đây, một cái gian phòng cơ bản của 3 phòng ngủ của mình nha quý cô chú và anh chị. Đó, này, cửa sổ rất là thoáng mát luôn, 2 VWC riêng tư luôn nha. Và ở đây là mình có một khu vực bếp, điện cũng là âm tường luôn quý cô chú anh chị nè. Đó, điện âm tường luôn nha. Ở ngoài này là mình có một cái view ruộng rất là mát mẻ luôn. Đó, móng thì chủ làm rất là chắc luôn nha. Móng chủ làm cũng cực kỳ chắc luôn đúng không anh Khang? Đúng là cái thiện nha. Móng làm chắc chắn nha anh chị. Dạ, làm theo kiểu nhà đúc nha quý cô chú anh chị, mái Thái cũng đã lên rồi nè.
Đó. Thì em cũng đã tham khảo một vài nguồn và được biết được đó là để hoàn công hoàn thiện á, không tính phần bơm cát á, từ một mảnh nền để có thể hoàn thiện được cái ngôi nhà mái thái này rơi vào tầm khoảng là 4 triệu rưỡi trên một mét vuông như quý cô chú và anh chị. 4 triệu rưỡi một mét vuông nha, mà chủ của mình đã hoàn công 60% rồi thì độ tầm khoảng là từ 200 đến 300 triệu nữa thôi là mình có thể là hoàn thiện cái ngôi nhà này nha. Đó, ngôi nhà này thật sự rất là rẻ luôn, giá chỉ toàn bộ ngôi nhà kể cả đất luôn, mặt tiền đường nhựa mà chỉ có là 800 triệu thôi quý cô chú và anh chị ơi. Đó, bỏ thêm 300 triệu nữa là chìa khóa trao tay là mình đã có thể sở hữu ngay được một cái căn nhà. Đó, mái thái được xây cũng khá là kỹ luôn nha quý cô chú và anh chị. Đó, một căn nhà mái thái chỉ có 800 triệu thôi, bao hết toàn bộ giấy tờ thuế phí luôn nha. Đó, bao hết toàn bộ giấy tờ thuế phí, không phát sinh thêm. Cho hết toàn bộ cái ngôi nhà mặt tiền đường nhựa view xong. Đó. Và đang trong giai đoạn hoàn thiện nha quý cô chú và anh chị. À, cũng rất là gần ra chợ rồi. Ủy ban khu vực này là dân sinh sống cực kỳ là nhiều luôn nha. Mé sông của mình là xà lan lúc nãy đầu video em có quay đó, là xà lan đi vô tư luôn. Nên là chở vật tư, chở vật liệu để xây dựng cũng rất là ok luôn nha quý cô chú và anh chị. Dạ rồi. Đó là toàn bộ thông tin về ngôi nhà rất là đẹp của mình nha. Đó, quý cô chú và anh chị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp chúng em qua số điện thoại trên để chúng em có thể tư vấn chi tiết hơn. Dẫn quý cô chú và anh chị trực tiếp đến đây có cơ hội thương lượng với chủ và sở hữu ngôi nhà rất là đẹp này luôn nha. Dạ rồi, em xin chào quý cô chú anh chị nha. Xin chào. Dạ.